Hiêu Dân xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Hiêu Dân. Thì hôm nay Hiêu Dân cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Hiêu Dân xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Hiêu Dân qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Hiêu Dân. Một lần nữa Hiêu Dân thành thật cảm ơn tất cả các bạn nhiều, thật nhiều kính thưa bạn. Thì hôm nay Hiêu Dân cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Hiêu Dân qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Hiêu Dân xin giới thiệu với tất cả các bạn thân thương của Hiêu Dân. Hiêu Dân đang đứng ở trong khu vực của một cái nhà cao. Thì các bạn nhìn thấy ở bên kia cũng có một dãy nhà ở trong những cái hàng cây rất là tuyệt đẹp. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thân thương của Hiêu Dân. Cho Hiêu Dân xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Hiêu Dân cũng xin lỗi cùng với tất cả các bạn. Ngày hôm qua Hiêu Dân bận công việc không có chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Hiêu Dân. Mong các bạn thông cảm cho Hiêu Dân vì lý do đột xuất, kính thưa bạn. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ mà ngày hôm nay Tổng thống Zelensky ông nói những gì về chiến sự và Nga tấn công vào lãnh thổ của đất nước Ukraine rạng sáng ngày hôm nay, phải nói một cách khốc liệt chưa từng có ở tại Kharkov cũng như những khu vực khác, trong đó có cả ở Volchan. Thì theo tin tức từ thị trưởng của tỉnh Kharkov đã cho biết, nói rằng sáng ngày hôm nay Nga tấn công hàng loạt tên lửa và rocket cũng như luôn cả bom dẫn đường vào tỉnh Kharkov, làm cho 6 người tử vong và hàng chục người đã thương vong. Vì vậy, tình hình chiến sự ở tại khu vực của Kharkov càng lúc càng đang nóng bỏng, chẳng hạn như ở tại Volchan, vào 2 ngày trước, Nga đã tấn công bằng bom dẫn đường, một trong loại bom, hãy nói là bom thứ dữ, lên tới 1.500 kg, một trong loại bom chứa loại chất là hóa chất phosphor, có thể bom nhiệt áp là làm sập cả những tòa nhà đáng sợ chưa từng có, mà Nga cho rằng nơi đây là nơi căn cứ quân sự của lực lượng quân đội Ukraine, trên dưới hàng ngàn người ở hai tòa nhà này bị bom đánh sập hoàn toàn. Nga cho biết là tình hình của Nga đang đạt thành công ở tại tỉnh Kharkov về khu vực của quận Volchan, kính thưa bạn. Thì nói đến việc Nga tấn công vào ở quận Volchan này, như ở trong thị trấn và luôn cả ở tỉnh Kharkov, những khu vực mà nơi đông dân cư đã làm cho hàng chục người đã chết, và những công xưởng, những nơi mà người dân ở nơi đây, Nga cho rằng nơi đó tất cả đều là căn cứ quân sự của Ukraine. Đó là theo thị trưởng của tỉnh Kharkov đã cho biết. Riêng về Tổng thống Zelensky, ông nói, cái thời gian mà Nga tấn công vào tỉnh Kharkov cập cùng vùng biên giới, cũng như Nga lên tiếng là lấy được 10 khu dân cư ở vùng biên giới giữa tỉnh Kharkov và Belarus. Tổng thống Zelensky ông cho biết, ông nói, chúng tôi mất 1, Nga mất tới 8, Nga thiệt hại nặng nề ở tại vùng biên giới Kharkov, và ngày hôm nay chúng tôi đang đẩy lùi các cuộc tấn công đó, cũng như chúng tôi dần tái chiếm, và đợt phản công này Nga sẽ thiệt hại còn nhiều hơn nữa. Với những gì từ lời Tổng thống Zelensky ông đã cho biết, ông cũng đến ở tại chiến trường ở thuộc quận Volchan vào ngày hôm qua, giữa lúc cuộc chiến, giữa lúc bom đang nổ dữ dội, ông dẫn đến nơi đây, ông đến lần thứ hai và ông xem xét về tình hình mặt trận ở tại Kharkov, đặc biệt nhất là quận Volchan mà chiến sự đang sôi động này. Tổng thống Zelensky ông kêu gọi đến Hoa Kỳ và lẫn cả NATO hãy tiếp tục hỗ trợ hệ thống lá chắn cho Ukraine. Chỉ có hệ thống lá chắn mới có thể ngăn chặn được tất cả các dòng tiến quân của Nga và loại trừ Nga ra khỏi cuộc chiến. Tình hình hiện tại ở tại quận Volchan càng lúc càng đang sôi nổi, và bên cạnh đó còn có cả Sumy. Tình hình ở Sumy hai ngày nay, Nga tiếp tục tấn công dồn dập một cách quyết tử chưa từng có. Lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công đó và Nga rút về biên giới.
và sự thiệt hại của hai bên hiện nay chưa có báo cáo, chưa có biết kết quả được như thế nào. Nhưng rạng sáng ngày hôm nay, Nga đã tập kích bằng tên lửa, bằng bom dẫn đường vào ở Volchan, vốn như khu vực của tỉnh Kharkov, là thiệt hại cho người dân. Hãy nói ngày ngày hôm nay về những gì chi tiết mà cuộc chiến ở tại Kharkov càng lúc càng đang nóng bỏng. Nga đang tập kết trên dưới như vậy là khoảng 120.000 quân và chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Một cuộc tấn công mới sắp diễn ra ở tại tỉnh Kharkov. Thì theo tin tức từ lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông cho biết nói tình hình hiện tại chúng tôi đang phòng thủ và những đợt tấn công của Nga chúng tôi sẽ đáp trả một cách khốc liệt cho Nga để Nga nhìn thấy rõ rằng lực lượng quân đội Ukraine chúng tôi vẫn kiên cường chiến đấu. Tình hình hiện nay ở tại Kharkov thì theo dấu hiệu mà các báo chí bình luận cho rằng là lực lượng quân đội Ukraine sẽ chuẩn bị phản công trong vài ngày tới. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Kharkov cũng như chuyến đi của Tổng thống Zelensky. Ông đến ở tại tỉnh Kharkov và ông cho biết là Nga thiệt hại đến 8 phần. Đó là chi tiết về tình hình ở Kharkov. Riêng về tình hình ở tại Chasovia cũng như khu vực Kamato và Kupia, tất cả những khu vực này Nga đồng loạt tấn công. Ở tại Chasovia, Nga tìm bằng mọi cách mở các mặt trận để tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine và chọc thủng tuyến phòng thủ, nhưng bị lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công đó, làm cho Nga thiệt hại nặng nề ở tại Kharkov và cũng như luôn cả ở Chasovia. Vào ngày hôm qua, lực lượng quân đội Ukraine đã bắn hạ một chiếc máy bay Su-25 của Nga. Nói trong liên tục 4 ngày nay, thì Nga liên tục rơi máy bay Su-25. Kính thưa bạn, nói đến hạng Su-25 của Nga là một trong trường kích mà Nga đã nâng cấp ở MS và đủ loại, nhưng thật sự đã bị những trái hoa tiễn giác chai bắn máy bay đã rơi, và rơi thật nhiều từ Su-25 và lẫn cả trực thăng K-52, nói loại này là loại tệ nhất chưa từng có với cuộc chiến hiện đang diễn ra hàng ngày khốc liệt ở miền đông của Ukraine. Thì Nga chưa lên tiếng điều gì, nhưng tin tức của Nga thì cũng đang sôi động. Kính thưa bạn, tin tức Nga rất là sôi động. Nga báo cáo tình hình cho biết trong tuần lễ vừa qua, Nga đã tấn công vào một đoàn tàu của lực lượng quân đội Ukraine. Đây là một đoàn tàu chở quân lên tới 1.200 quân và đoàn tàu xe hỏa đã bị phá hủy. Qua hình ảnh mà Nga đã chụp và gửi đến, nhưng không biết là ở khu vực nào. Hiện tại thì nói đến về lực lượng quân đội Ukraine chuyển quân đến ở tại tỉnh Kharkov, thì Nga cho rằng đó là một cuộc tấn công và truy diễn quân. Lực lượng quân đội Ukraine thiệt hại nặng nề, nhưng Ukraine chưa có lên tiếng cũng như chưa xác nhận rằng là đoàn tàu đó đã bị tấn công vào thời điểm nào và nhiều chi tiết khác nói về Nga đã công bố. Riêng về tình hình ở tại tỉnh Kherson, thì ở tại đầu cầu, kính thưa bạn, một trong đầu cầu huyết mạch mà cuộc chiến đang kéo dài thời gian giằng co phải nói là suốt 3-4 tháng nay thuộc cặp con sông ngạn Dnipro, mà một con sông phải nói là đầy những nhà là sát người. Những cuộc chiến hơn 2 năm nay mà lực lượng quân đội Ukraine đã tràn qua sông cũng như gìn giữ lấy những tuyến phòng thủ, thì ở tại đầu cầu này hãy nói quân số của Nga đã thiệt hại nơi đây không biết bao nhiêu người. Nga cũng không từ bỏ, lực lượng quân đội Ukraine thì càng bám giữ nhiều hơn nữa. Tại sao? Theo tin tức từ tình báo Anh Quốc đã nhận định cho biết đầu cầu này là đầu cầu huyết mạch cũng như tuyến đường để cho lực lượng quân đội Ukraine có thể vượt qua con sông ngạn Dnipro và tiến thẳng vào tỉnh Kherson thời gian sắp tới, cũng như những khu vực khác mà tình hình hiện tại càng lúc càng đang căng thẳng. Ngày hôm nay, đó là cuộc chiến ở tại miền Nam đang diễn ra trong 24 giờ, kính thưa bạn. Riêng về ở tại đảo Khima,
Như các bạn đã biết, trong 3 ngày liên tục mà lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích vào đảo Crimea, từ bộ chỉ huy và cho đến tàu chiến cũng như luôn cả sân bay đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại thì phía Nga không có công bố về tình hình ở đảo Crimea cũng như luôn cả cái cầu kết hiện tại và ngừng hoạt động. Nhưng số phận cái cầu đó có được an toàn hay không, hay là rồi nó sẽ bị sụp đổ hoàn toàn cây cầu đó. Hiện nay thì Ukraine chưa có lên tiếng về vấn đề cuộc tập kích vào ngày hôm qua ở đảo Crimea. Nga thiệt hại bao nhiêu và chi tiết khác chưa có tin tức. Nhưng UN tin tưởng rằng vào ngày mai sẽ có những tin tức đang sôi động và lực lượng quân đội Ukraine triệt hạ quân Nga ở đảo Crimea ra sao. Tình hình hiện tại nói về một trong những cái tin mừng mà cho Ukraine ngày hôm nay, G7 đã quyết định như vậy là lấy tiền của Nga, một trong cái tiền lời lên tới là hơn nửa tỷ đô la hỗ trợ cho Ukraine và có thể còn nhiều hơn nữa theo các báo chí bình luận. Và tương lai sắp đến đó là con số hơn 300 tỷ đô la từ Hoa Kỳ lẫn cả châu Âu đã cấm vận, đóng băng tài sản của Nga, và khoản tiền đó sẽ chuyển cho Ukraine trong những ngày sắp tới. Hiện nay Tổng thống Biden ông duyệt thêm một gói hỗ trợ vũ khí cho Ukraine khẩn cấp là 270 triệu đô la với tất cả các loại vũ khí tối tân mà Ukraine hiện đang cần hôm nay. Đó là loại vũ khí nào? Theo các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là Ngũ Giác Đài đã bình luận cho rằng là Tổng thống Biden ông sẽ diệt một trong loại hỏa tiễn, diệt tất cả các hệ thống điện tử từ radar và những hệ thống khác, vì hiện nay Nga đã có được hệ thống satellite Salin, một trong loại hệ thống mà ăn cắp của Hoa Kỳ cũng như tỷ phú Elon Musk. Vì vậy tình hình hiện tại là Nga đạt ưu thế ở miền đông lẫn cả miền bắc của Ukraine, đặc biệt nhất đó là cặp biên giới của tỉnh Bengal. Hoa Kỳ hỗ trợ loại bom này là một trong loại bom hủy diệt tất cả các hệ thống laser dẫn đường và lẫn cả vệ tinh. Đó là chi tiết về Hoa Kỳ đã công bố gói hỗ trợ mới nhất 270 triệu đô la cho Ukraine trong tình trạng khẩn cấp. Thì tình hình hiện nay nó rất cục diện mà Ukraine đã thay đổi nhiều chiến thuật, đặc biệt nhất là một trong dòng xe tăng Aram của Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine. Lý do tại sao Ukraine đã phải thay đổi chiến thuật và nhiều chi tiết khác, vì hệ thống xe tăng của Hoa Kỳ vẫn có nơi chỗ hỏng. Vì vậy là Ukraine đang lắp ráp những tấm thép để bảo vệ thêm, cũng như luôn cả xe tăng Leopard mà cho Ukraine chuẩn bị một cuộc chiến sắp tới. Qua hình ảnh của lực lượng quân đội Ukraine đã công bố, chẳng hạn những chiếc máy bay không người lái đã thí nghiệm vào những chiếc xe tăng đã bị hư, và những tấm thép này thì những chiếc xe tăng mà đã thí nghiệm thì máy bay không người lái lũi vào và không có bị sơ hở nào, cũng như không có hề hớn nào với những chiếc xe tăng mà thí nghiệm. Đó là theo tin tức từ Ukraine đã công bố trong 24 giờ. Tình hình hiện nay, kính thưa bạn, thì vô danh nghĩ rằng trong những ngày sắp tới là những ngày lực lượng quân đội Ukraine sẽ phản công quyết tử với chi tiết mà Ukraine đã công bố. Riêng về các báo chí về châu Âu nhận định về tình hình thì phải nói là còn khốc liệt hơn. Lát nữa vô danh chia sẻ cùng với tất cả các bạn về tình hình ở châu Âu, đặc biệt nhất là với lời tổng thư ký NATO và thủ tướng Đức cũng như Bộ Ngoại giao của Ba Lan công bố những gì. Riêng về tình hình đất nước Nga ngày hôm nay, nói đến Nga thì Putin lên tiếng rất nhiều, nhiều thật nhiều, từ lời của Tổng thống Zelensky cũng như Putin cho rằng hiện tại Tổng thống Zelensky là ông không có tư cách với Tổng thống của đất nước Ukraine, vì Tổng thống Zelensky ông đã hết nhiệm kỳ. Vì vậy Nga muốn đàm phán, Nga muốn nói chuyện với Ukraine cũng như về lệnh ngừng bắn toàn diện ở đất nước của Ukraine. Điều đó là Putin không nói chuyện với Tổng thống Zelensky, vì Tổng thống Zelensky
không đủ tư cách nói chuyện với Putin. Ê hey, cha, kính thưa bạn, nói đến là Putin tuyên bố những cái câu mà người ta đang nhận định về Putin như sao? Tại sao Putin lên tiếng điều này? Vì tình hình đất nước Nga đang rơi vào tình trạng khủng hoảng từ chính trị lẫn cả quân sự. Và Putin đang tìm một giải pháp, đó là ngừng bắn. Giải pháp ngừng bắn có nhiều vấn đề cho Nga, nhưng Putin lại là đang lo sợ, đặc biệt nhất là với vũ khí của Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine nhiều hơn nữa và nhiều loại vũ khí tối tân. Vì vậy là Putin muốn đóng băng cuộc chiến. Và Ukraine có chấp thuận hay không? Theo các báo chí bình luận qua lời phát biểu của Putin, thì Putin cho rằng Tổng thống Zelensky không đủ tư cách để nói chuyện, cũng như không có cái điều kiện nào để nói với Putin, vì Putin cũng không thua kém. Putin cho rằng Tổng thống Zelensky không có tư cách, nhưng ngược lại chính Putin là người không có tư cách. Putin đã xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, như các bạn đã thấy. Và sau khi đó, tòa trọng tài quốc tế đã bắt Putin ra trát bắt, nhưng Putin không chạy được nơi nào hết ngoài Belarus và Trung Quốc hay những quốc gia thân của Nga, Kazakhstan, Kazakhstan, vân vân. Vì vậy là Putin nổ banh miệng luôn trước tình hình này, cũng như cuộc tập trận kết thúc ở tại Belarus mà Putin đã từng kêu gọi Tổng thống Lukashenko Belarus là phải đưa quân đến tham chiến ở Ukraine, thì Tổng thống Belarus, ông Lukashenko, bác bỏ điều này. Thì Putin lên tiếng nói rằng cuộc tập trận này chúng tôi đã hoàn thành, và cũng như chúng tôi tập trận để bảo vệ cho an ninh đất nước Nga và đồng minh của Nga. Chúng tôi không làm hại ai, dù cho trời sập xuống cũng không phải là chuyện của chúng tôi. Đó là theo lời của Putin, ông đã công bố. Và ông nêu ra vấn đề là có thể đóng băng cuộc chiến tranh này và ngừng bắn theo những gì từ lời của Tổng thống Macron Pháp, ông đã đề nghị vừa qua, chuẩn bị cho hội nghị Olympic sắp tới, kính thưa bạn. Vì vậy luôn cả hội nghị hòa bình cho Ukraine ở tại Thụy Sĩ, thì Putin nêu ra điều kiện, cũng như Putin cho biết nói giải pháp mà ngừng chiến tranh ở tại Ukraine, Nga lúc nào cũng sẵn sàng giải pháp đó. Nhưng nếu nói chuyện tới Tổng thống Zelensky thì Putin không nói. Cái giải pháp cần quốc hội của Ukraine hãy tổ chức cuộc bầu cử và quốc hội đứng ra, cũng như có cả Liên Hiệp Quốc và lẫn cả NATO và Hoa Kỳ chứng kiến điều đó. Nhưng hãy hiểu rằng là tất cả những tỉnh lỵ và những khu vực Nga chiếm lấy hôm nay là đó là thuộc phần đất của Nga. Ăn cướp cũng có lý do và đánh cho đã xong xuôi. Nga đang lo sợ rằng cuộc chiến này Nga không thắng được. Vì vậy cuối cùng là đi đến một cuộc chiến là toàn diện cả châu Âu. Putin kéo dài thời gian tìm bằng mọi cách để tháo gỡ. Nhưng tháo gỡ vẫn muốn cúp lấy lãnh thổ của đất nước Ukraine, xem bộ khó hơn lên trời, kính thưa bạn. Vì vậy cuộc chiến ở tại Ukraine càng lúc càng đang phức tạp và đang giằng co. Thì bị ngoại trưởng của Ukraine, ông Kuleba, ông giằng mặt và ông kêu gọi Hoa Kỳ lẫn cả NATO, châu Âu hãy chuẩn bị cho kịch bản sắp tới. Hiện nay Putin đang hốt hoảng và tìm cách để đóng băng cuộc chiến, để ngừng bắn toàn diện. Nhưng Nga không từ bỏ lãnh thổ đất nước Ukraine, Nga không chịu rút quân. Tức là Nga hiện nay muốn đóng băng cuộc chiến để Nga củng cố lực lượng quân sự, khí tài và lẫn cả vũ khí. Vì Nga cần phải vũ khí ở tại Iran và nhiều quốc gia khác. Đến cuối cùng thì Nga sẽ thất bại. Vì vậy là Putin muốn đóng băng cuộc chiến để củng cố lực lượng quân sự và chờ đợi bù đắp từ quân số lẫn cả vũ khí đầy đủ, thì bắt đầu bước vào một cuộc chiến tranh mới, một cuộc chiến tranh có thể là toàn diện cả lãnh thổ đất nước Ukraine, giống như vào thời đầu cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2 của năm 2022. Đó là lời cảnh báo của Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Kuleba, ông đã cho biết. Riêng về Bộ Ngoại giao
của Nga là đại sứ ở tại Hoa Kỳ, ông Antonov, ông cho biết, ông nói hiện nay là giải pháp đóng băng này. Cuộc chiến Nga lúc nào cũng muốn, nhưng do Hoa Kỳ và NATO tiếp tục hỗ trợ vũ khí, viện trợ cho Ukraine và làm cho tình hình cuộc chiến ở tại Ukraine càng lúc càng phức tạp và cho người dân của Ukraine và cả quân đội của Ukraine trách móc nhiều hơn, không thay đổi được những gì về tình hình chiến sự này. Đại sứ của Nga, ông Antonov, ông tin tưởng rằng lực lượng của Nga sẽ chiến thắng trong những ngày sắp tới nếu như Hoa Kỳ không dừng lại cuộc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, thì đó là cái giải pháp sẽ dẫn đến cho Ukraine tồi tệ hơn. Đây cũng là một trong lời đe dọa của đại sứ của Nga ở tại Hoa Kỳ. Thì không biết Tổng thống Biden nghĩ sao vấn đề này, nếu mà vô danh thì vô danh đã lôi cổ và đuổi về nước Nga lâu rồi, không để cha này ở ra đây. Nhiều chuyện lộn xộn, nói tới nói lui, tất cả đều là binh vực Nga. Và nhiều chi tiết về đại sứ của Nga, không phải ở tại Hoa Kỳ không, và nhiều quốc gia khác. Nhưng những quốc gia khác thì đều bị đuổi liên tục, chẳng hạn như ở châu Âu. Hiện tại mà Nga đang thất bại về vấn đề mặt ngoại giao, đã đuổi hàng loạt các đại sứ của Nga rời khỏi lãnh thổ đất nước châu Âu. Thời gian vừa qua và cho đến hôm nay, chỉ riêng về Hoa Kỳ thì cũng đuổi, nhưng mà đuổi rất ít những nhân viên cho rằng những nhân vật này có thể là một trong gián điệp và tình báo của Nga. Vì vậy, tình hình cuộc chiến hiện nay mà Putin đang ở trên thế thế, phải nói là khó xử cho những ngày sắp tới. Hiện tại, như các bạn đã biết, nói đến là đồng minh của Nga với 4 con quỷ chúa, hiện nay đã chết một con, còn lại 3 con, tức là Tổng thống Iran đã đi về chồng trời. Kính thưa bạn, thì giữa Nga và Trung Quốc cũng như Bắc Triều Tiên đang lúng túng và lo ngại rằng không biết những ngày sắp tới tình hình ở tại Iran, cục diện của nó thay đổi ra sao, cũng như có còn ủng hộ Nga nữa hay không, hay là lẫn cả Trung Quốc. Vì vậy, với tình hình này, một con quỷ đã chết, còn lại cái ghế ba chân khó có thể trụ được trong những ngày sắp tới. Và luôn cả người dân của Nga hiện nay đang chống đối Putin, cũng như chuẩn bị một cuộc tổng động quân sắp tới vào cuối năm này, thời điểm mà các báo chí bình luận cho rằng Nga có thể tổng động viên lên tới là 700.000 quân từ đây cho đến cuối năm. Đó là lệnh thông báo. Và nội bộ đang đấu đá với nhau, cũng như đưa những tướng lãnh mà loại trừ Putin không thấy là những người này có thể hỗ trợ cho Putin, mà có thể dẫn đến lật đổ Putin. Putin bắt hàng loạt trong một tháng 5 tướng lãnh, và hiện nay hai bắt thêm hai nhân vật quan trọng nữa. Thì những chi tiết đó theo các báo chí ở Nga, đặc biệt nhất là hãng ta đã đăng tin, thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới về tình hình đất nước Nga cũng như cuộc chiến ở tại Ukraine sẽ dẫn đến như thế nào và tình tiết nó ra sao. Đó là chi tiết về tình hình ở tại đất nước Nga trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại châu Âu, đặc biệt nhất là với lời của Bộ Ngoại giao Ba Lan đã công bố về tình hình hiện tại. Bộ Ngoại giao Ba Lan gửi một thông điệp đến Putin, nói hiện nay là Hoa Kỳ đang nhắm đến một mục tiêu có thể tấn công vào quân đội của Nga ở tại lãnh thổ đất nước Ukraine. Nếu như Putin sử dụng đến vũ khí hạt nhân chiến lược ở tại Ukraine, thì Hoa Kỳ sẽ nhấn chìm những mục tiêu đó với hỏa tiễn Tomahawk và lẫn cả những loại vũ khí tối tân, thậm chí có thể cả máy bay B-52 hay là máy bay F-22 oanh kích quân đội của Nga ở trong lãnh thổ đất nước Ukraine. Đây là một thông điệp mà Bộ Ngoại giao Ba Lan đã cho biết. Ông cho rằng tình hình ở tại Ukraine mà hiện tại đang càng lúc càng phức tạp, khi Tổng thư ký NATO, ông đã mở đường cho vũ khí của phương Tây được quyền nhắm đến những mục tiêu của Nga ở trong lãnh thổ đất nước Nga. Vì sao?
vì quá lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky nhiều lần vừa qua từ Hoa Kỳ và cả NATO cung cấp vũ khí nhưng không cho tấn công vào ở trong lãnh thổ đất nước Nga. Những con chó hoang nó đang ở trong đó và nó chạy ra chạy lại để cắn chúng tôi và cho chúng tôi cây gậy nhưng không cho chúng tôi đánh những con chó này. Vì vậy chúng tôi khó bề để đạt được thành công cũng như để bảo vệ lãnh thổ đất nước Ukraine. Vì vậy cái giải pháp mà của chúng tôi cần hôm nay đó là giải pháp được tấn công sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga bằng vũ khí của Hoa Kỳ và cả NATO hỗ trợ. Thì Tổng thư ký NATO ông đang kêu gọi đến Liên minh châu Âu, tất cả các quốc gia hãy cho phép Ukraine tập kích sâu vào ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Đó là giải pháp để bảo vệ. Không có giải pháp nào toàn diện hơn hôm nay. Thì tình hình cuộc chiến, kính thưa các bạn, nói từng bước một, đang bước qua cái lằn ranh đỏ mà Nga đã nêu ra. Thì lằn ranh đỏ này nay của Nga trở thành vô hiệu hóa và Nga không ngăn chặn được với vũ khí của Hoa Kỳ và lẫn cả Anh Quốc. Từ Pháp, những quốc gia này khi lần lượt sẽ cho phép Ukraine tấn công sâu vào ở bên trong. Theo lời của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông cho biết, ông nói ông sẽ gặp Tổng thống Zelensky trong vài ngày tới và sẽ bàn bạc thảo luận để cho phép Ukraine tập kích sâu vào ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga. Đó là một giải pháp vẹn toàn nhất theo những gì từ Hoa Kỳ đã công bố. Thì tình hình hiện tại này nói đến về châu Âu qua lời phát biểu của Bộ Ngoại giao Ba Lan, ông đã công bố chứng tỏ cho thấy là châu Âu đang đặt trọng tâm và cuộc chiến sẽ đến gần hơn với Nga và Liên minh NATO, có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện. Vì vậy, chỉ lời của Tổng thư ký NATO ông mới vừa kêu gọi ông Hungary hốt hoảng sợ, và Thủ tướng của Hungary lại tuyên bố cho rằng là Liên minh NATO hiện đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh với Nga, và điều này ông rất lo sợ có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh để tam thế chiến. Ở đằng trước con thỏ, ở đằng sau lưng của Thủ tướng Hungary vẫn là con thỏ, và ông tuyên bố rằng ông sẽ ngăn chặn với tất cả những gói hỗ trợ vũ khí cho Ukraine từ châu Âu. Nhưng G7 đã quyết định như vậy là các khoản tiền của Nga đã bị đóng băng. Các khoản tiền lời này trên dưới là khoản tiền khổng lồ, 2 tỷ, 5 tỷ đô la gì đó, kính thưa bạn, hỗ trợ cho Ukraine trong vài ngày tới. Thì sự quyết định đã hoàn tất và còn lại là quyết định các khoản tiền bao nhiêu hỗ trợ cho Ukraine thì chưa thông báo và chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới cho ở tại Liên minh NATO cũng như châu Âu. Thì đó là quyết định để có khoản tiền cho Ukraine ở tương lai xa hơn, cũng như từ mặt kinh tế, chính trị và lẫn cả quân sự, để cho Ukraine không bị lạm phát mà không phải rơi vào một trong tình trạng khó khăn cho Ukraine. Vì vậy hiện nay tức là châu Âu đã chu toàn và làm cho Hungary đang tức tối và cũng phập phòng lo sợ với số phận của Tổng thống Hungary và Thủ tướng hiện nay. Kính thưa bạn, tình hình đất nước Hungary thì phải nói là một trong cái cản trở cho Ukraine rất nhiều, nhưng tương lai sắp tới là số phận của Hungary khó có thể an lành được theo những gì các báo chí chia sẻ bình luận. Thì cũng có nhiều các bạn nói chia sẻ cùng với Du Danh là nói đến F-16 nói hoài không thể đến. Điều này Du Danh cũng đang mong đợi điều đó, nhưng cái giải pháp này không phải là một ngày một bữa. Nhiều lý do, chẳng hạn như Hoa Kỳ đã huấn luyện xong, Anh Quốc đã xong, Pháp cũng đã xong với những phi công của Ukraine đã được hoàn tất, và cần thiết nhất hiện nay tức là Ukraine đang chờ đến hệ thống lá chắn Patriot, Aegis hay những loại vũ khí khác thuộc hệ thống lá chắn từ Pháp, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia. Chưa đủ, tức là Ukraine chưa thể nhận F-16, chờ đến khi nào những hệ thống lá chắn có đầy đủ để bảo vệ sân bay, bảo vệ những chiếc F-16 này luôn cả
kho vũ khí, thì lúc đó mới có thể là Ukraine nhận được F-16. Còn hiện tại những hệ thống lá chắn chưa đến, thì dấu danh nghĩ rằng chưa bao giờ có, nhiều lý do của nó. Theo các báo chí bình luận về tình hình chiến sự đang diễn ra trong 24 giờ, anh nói trong 2 ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật thì tin tức không có nhiều, cũng như những trận đánh có quyết tử có rất nhiều nhưng báo chí không đưa tin. Chắc có lẽ người ta cũng nghĩ cũng phải mệt, kính thưa bạn, vì cuộc chiến kéo dài đằng đẵng và nhiều tình tiết khác, cũng như nhiều các bạn chia sẻ với vô danh cho rằng cuộc chiến ở tại Ukraine thì các báo chí ở Việt Nam đăng tin là Nga chiến thắng, chiếm chỗ này, chiếm chỗ kia, nhiều thật nhiều. Điều này vô danh cũng nhìn nhận với các bạn điều đó với báo của Nga. Nhưng giữa hai bên, từ lời của Tổng thống Zelensky và lẫn cả tham mưu trưởng Ukraine thì cho rằng Nga chỉ chiếm được trên dưới khoảng 7 khu dân cư từ miền Bắc, Kharkov, Sumy, lẫn cả Adyrenka, cũng như luôn cả chảo lửa Bakhmut. Vì vậy Nga đưa tin là phải nói là tin chiến thắng không, nhưng mà quân của Nga chưa tới đã chiến thắng rồi. Điển hình nhất hiện nay như chúng ta đang thấy đó là ở tại quận Volchan, sát biên giới giữa Nga và Ukraine thuộc tỉnh Bengal, thì Nga chiếm được 4 khu định cư. 4 khu định cư của người dân nơi đây thì mỗi một khu theo các báo chí bình luận là chưa được 1.000 người, thì Nga đã chiếm luôn cả quận Volchan. Quận Volchan Nga chưa đụng đến, nhưng phải nói là dự pháo kích và bom của Nga tấn công quyết tử chưa từng có. Đó là chia sẻ cùng với tất cả các bạn tương tương của vô danh đặt câu hỏi với vô danh là Nga đã chiến thắng, Nga chưa có tới đâu hết, kính thưa bạn, thì đã bị đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Những khu vực mà Nga đã chiếm lấy bây giờ nó trở thành là thổ tiêu, không có người sống sót, không có người ở, mà Nga cũng không dám ở khu vực đó, và Nga phải về gần biên giới của tỉnh Bengal. Như vậy, từ khuất tầm pháo cũng như ở tại quận Volchan và Sumy thì Nga quân kích bằng bom, pháo và lẫn cả tên lửa hàng ngày tấn công nơi đây. Và tình hình còn lại là châu Âu hỗ trợ cho Ukraine những mặt gì, nhưng chúng ta đang thấy là đặc biệt nhất theo lời yêu cầu của Tổng thống Ukraine ông Zelensky là quả tiễn đạn pháo. Có nhiều chừng nào tốt chừng đó. Tại sao phải cần loại này, kính thưa bạn? Vì tầm xa, và Ukraine sử dụng thêm máy bay không người lái và quả tiễn của Ukraine, đó là huyết mạch của Ukraine, làm cho Nga điên đầu nhức óc, khó có thể ngăn chặn được những cuộc chiến sắp tới. Đó là chi tiết về tình hình ở tại châu Âu trong 24 giờ. Riêng về tình báo Anh Quốc, nhận định về tình hình trong 24 giờ ngày hôm nay ở tại mặt trận Kharkov và cũng như Chasovia, Nga đang thiệt hại. Chiến thuật của Nga sử dụng đến xe tăng và tên lửa, luôn cả bom nhiệt áp, làm cho rúng rến, mà thế giới cho rằng với những loại vũ khí này có thể nói giống như là vũ khí phi hạt nhân, vì chấn động với một trái bom 1.500 kg và 3.000 kg có thể sụp đổ hoàn toàn. Nga cho rằng nơi đây là hủy diệt với bom của Nga một cách đáng sợ, nhưng thực chất của nó, tất cả những khu vực này không có quân đội Ukraine ở, mà quân đội Ukraine phải ở trong tiền tuyến, không phải ở những tòa nhà này để hội họp, ngồi uống bia hay là tán dóc, kính thưa bạn. Vì vậy Nga quốc phát xong xuôi đó là chết bao nhiêu người đó, kể lên với báo chí, vì Nga không có mặt ở đó, cũng như những địa điểm đó là những địa điểm đã tan hoang từ lâu, không phải mới đây. Đó là chi tiết về hình ảnh cũng như luôn cả tình báo Anh Quốc lại nhận định. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình cục diện ở tại Trung Đông đang diễn ra trong 24 giờ. Sau khi cái chết của Tổng thống Iran ông Raisi, thì nói đến đám tang lễ của ông phải nói là trùng trùng điệp điệp người, mà qua những hình ảnh chúng ta đang thấy từ báo chí của Tehran đã đăng tin, đặc biệt nhất là với giáo chủ của Iran hôm nay đã lên tiếng cho biết là nhấn mạnh một điều,
sẽ xóa sổ đất nước Do Thái và sẽ dọn sạch trong thời gian sắp tới với những gì mà Tổng thống giáo chủ của Iran đã lên tiếng. Tình hình hiện nay thì theo các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là tình báo của Hoa Kỳ cho biết, tới hiện tại Iran lên tiếng điều đó, nhưng trong nội bộ của đất nước Iran chia ra nhiều phe phái nội bộ, từ giữa binh cách mạng và luôn cả các đơn vị khác, người đồng thuận người không, với cái chết của Tổng thống Iran là một cái chết đầy bí ẩn, khó có thể diễn tả được. Hiện tại chẳng hạn như thời gian mới đây nhất trong ngày thứ Bảy, kính thưa bạn, thì một chiếc trực thăng chở quan chức của Azerbaijan cũng đi qua những khu vực vùng miền núi này. Thì chuyện gì sắp đến ở vùng miền núi này? Máy bay trực thăng gặp nạn, một trong chiếc trực thăng Mi-8 mà quốc gia này phải cầu cứu và sau cùng phải hạ cánh khẩn cấp, không cách nào có thể bay được. Lý do thời tiết xấu cũng như luôn cả không khí đặc trực thăng bị trở ngại. Vì vậy, cái chết của Tổng thống Iran, ông Raisi, có thể ảnh hưởng từ ở vùng núi này. Theo các báo chí chia sẻ về tình hình mà cái chết của ông riêng về ở tại Do Thái với Palestine, ở cuộc chuyện của nó càng lúc càng đang sâu động hơn, và cũng như luôn cả người dân Palestine. Thì hiện nay theo thủ lãnh của Hamas đã tuyên bố cho biết, nói hiện tại tình hình cuộc ngừng bắn cũng như những chi tiết để đàm phán giữa Do Thái và Hamas chấm dứt cuộc chiến tranh ở tại Palestine và luôn cả việc trao trả con tin hầu như đóng băng hoàn toàn. Qua những gì từ lời phát biểu của Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu, ông đã nêu ra vừa qua, và ông cho rằng không có một giải pháp nào để giải quyết về vấn đề tình hình ở Palestine dải Gaza, từ miền Bắc lẫn cả miền Nam Gaza. Tình hình hiện tại thì miền Bắc và miền Nam Gaza, lực lượng quân đội Do Thái tiếp tục tiến sâu vào ở bên trong. Theo tin tức từ quân đội Do Thái đã cho biết, nếu như không có bị tình trạng ngăn chặn nào, cũng như những cuộc xung đụng độ lớn với Hamas, thì tin tưởng rằng trong 2 tuần lễ nữa sẽ hoàn tất ở tại Palestine từ trái tim Rafah. Đó là theo lực lượng Do Thái đã công bố, cũng như chiến sự càng lúc càng phức tạp. Hiện tại như các bạn đã biết, đặc biệt nhất nói đến vấn đề con tin, hiện nay đang bế tắc và không có tin tức mong đợi ngày mai, ngày mốt hay là ngày nào đó những con tin này sẽ được trao trả, và càng lúc càng đi sâu vào ở trong tình trạng bế tắc mà phải nói là một bóng đen phủ trước mắt cho số phận những người bị bắt hiện nay Hamas đang giữ. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Trung Đông trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở khu vực châu Á của chúng ta, đặc biệt nhất là eo biển Đài Loan, với mấy ngày hôm nay Tàu Cộng đã tập trận và cũng như luôn cả người dân của Đài Loan lại xuống đường biểu tình. Nói đến một cuộc xuống đường lên tới hàng trăm ngàn người ở tại Đài Loan. Chuyện gì xảy ra ở tại Đài Loan sau khi Tổng thống Đài Loan ông Lai Thanh Đức lên nhậm chức? Vào thời điểm đó Tàu Cộng tập trận và đe dọa, thì người dân nói gì xuống đường và biểu tình giữa quốc hội? Ây cha, kính thưa bạn, ở tại Đài Loan ít khi có những chuyện cuộc biểu tình náo động này. Thì người dân Đài Loan đã biết trước âm mưu của Trung Quốc và những tên phản bội ở tại quốc hội xuống đường biểu tình và lôi cổ những người này, yêu cầu những người này phải từ chức, làm cho tình hình ở Đài Loan hãy nói trở thành một cuộc meeting đáng sợ chưa từng có, lên tới hàng trăm ngàn người. Thì Tổng thống Đài Loan ông Lai Thanh Đức, ông cho rằng là ý nguyện của người dân và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này, và đất nước Đài Loan ông đã được nhân dân Đài Loan tín nhiệm ông, và ông sẵn sàng bảo vệ người dân cũng như cuộc tập trận của Trung Quốc trong 2 ngày, vào thời điểm mà
Tổng thống Đài Loan, ông Lai Sinh Đức nhậm chức, thì Tàu Cộng tập trận, đây là một kế hoạch đã đưa lên. Không phải là mới đây, kính thưa bạn, kế hoạch đã đưa lên, không phải để chuẩn bị đe dọa đến Tổng thống Đài Loan. Theo tin tức từ Hoa Kỳ đã nhận định, thì cuộc tập trận của Tàu Cộng bắn đạn thật và luôn cả máy bay trên dưới hơn 50 chiếc, và những chiếc đã áp vào ở vùng trung tuyến của Đài Loan. Hoa Kỳ tức tốc lên tiếng, đặc biệt nhất là ở dưới an ninh của Hoa Kỳ và lẫn cả ngũ giác đài, yêu cầu Tàu Cộng chấm dứt ngay hành động đe dọa đó, đừng đùa với lửa, để rồi dẫn đến một kịch bản tồi tệ cho đất nước Trung Quốc, chẳng hạn như tình hình ở tại Biển Đông, và bên cạnh đó còn có cả Philippines, những gì mà Trung Quốc đang đe dọa hôm nay. Vì vậy, tình hình ở tại Biển Đông càng lúc càng đang nguy hiểm. Tàu Cộng tập trận 2 ngày, bắn đạn đặc, sau khi đó rút về. Nhưng đặc biệt nhất là ở tại Hạ Môn và quần đảo, nơi đây càng lúc càng đau sôi động với lực lượng tàu cá lại đe dọa ở Hạ Môn nhiều hơn nữa. Theo tin tức từ phòng vệ Đài Loan đã cho biết, hiện tại Đài Loan đang đặt ở trong tình trạng chiến đấu, dù rằng Tàu Cộng đã ngừng hoạt động, tập trận quân sự ngừng tiếng súng và máy bay không còn uy hiếp nữa. Nhưng với tất cả các hệ thống phòng không, hệ thống Patriot luôn sẵn sàng trực diện và chuẩn bị những kịch bản nếu như Tàu Cộng tấn công bất chợt. Đó là chi tiết về tình hình ở tại đảo quốc Đài Loan trong 24 giờ mà về phòng vệ Đài Loan đã thông báo. Hoa Kỳ đang đặt trọng tâm và bảo vệ Đài Loan. Với tình hình hiện nay, từ ngũ giác đài cũng như thượng nghị viện và hạ nghị viện, Hoa Kỳ đã công bố cho biết nó bất cứ trên mọi phương pháp, và cũng như cuộc bầu cử sắp tới, dù rằng là hiện tại chưa biết là cựu tổng thống Donald Trump hay là tổng thống Biden tại chức, ông có tiếp tục hay không. Nhưng trường hợp hiện tại, dù cho bầu cử sắp tới, ai hiện đang làm chủ tòa Bạch Ốc thì người đó vẫn bảo vệ Đài Loan. Không phải Đài Loan không, mà thậm chí cả NATO và Ukraine ngày hôm nay. Cuộc chiến hôm nay, Hoa Kỳ không thay đổi đồng minh, mà cần sẵn sàng bảo vệ đồng minh nhiều hơn nữa. Theo những gì tin tức từ Hoa Kỳ đã công bố, cuộc chuyện hôm nay, kính thưa bạn, nói đến là giữa Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga, thì bây giờ đã rơi một trụ, bốn con quỷ chúa chết hết một con, còn lại ba con. Thì số phận của ba con này sẽ ra sao, thời gian sắp tới khó có thể diễn tả được. Vì vậy Trung Quốc hiện nay đang lưỡng ước khi Hoa Kỳ đã áp đặt với thuế xe, đặc biệt nhất là những chiếc xe điện của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ và nhiều hàng hóa khác. Như lời của Tổng thống Biden, ông đã tuyên bố áp thuế 100%. Ê cha, tình tiết cái là cuộc chiến về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không ngừng lại, mà nó còn kéo dài thời gian nhiều hơn nữa, càng phức tạp hơn. Thì giới ngoại giao của Hoa Kỳ đã công bố cho biết những ngày sắp tới sẽ có một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Trung Quốc để giải quyết về vấn đề áp thuế nhiều mặt mà Trung Quốc nên cẩn thận. Nếu như Trung Quốc muốn bắt tay với Nga thì Trung Quốc sẽ mất tất cả. Vì vậy tình hình hiện tại giữa Nga và Trung Quốc hiện nay đang có một kịch bản rất là vui vẻ. Tại sao những kịch bản vui vẻ? Theo các báo chí bình luận cho rằng thời gian gần nhất sau khi chuyến đi của Putin gặp Tập Cận Bình trở về, thì Tập Cận Bình mới vừa tát vào mặt Tập Cận Bình, Putin mới vừa tát vào mặt Tập Cận Bình một lần. Tại sao tát vào mặt? Nói đến về việc kinh tế, hiện tại các công ty của Trung Quốc đã bị lời cảnh báo của Hoa Kỳ sẽ cấm vận, cũng như luôn cả những chi tiết mà Tàu Cộng đã nêu ra. Vì vậy họ cắt đứt vấn đề kinh tế và tất cả những nhà băng khoản tiền không thể vận chuyển. Cuối cùng là Putin tức giận tát mặt Tập Cận Bình.
Điều này có đúng thực sự như vậy hay không? Hay là chỉ mặt bên ngoài? Nhưng hình thức hiện tại nói đến ở tại đất nước Trung Quốc ngày hôm nay, những tin đang đồn phải nói khắp nơi, đặc biệt nhất là đài truyền hình ở tại Hồng Kông đã đăng tin cho biết nói đến là một trong nhân vật đặc biệt phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ung Giang Bân, đã bị đuổi. Và lý do sao ông đã bị đuổi? Theo tin tức cho rằng Ung Giang Bân đã tiết lộ những tin tức về Trung ương Đảng, những tin tức mà không được quyền tuyên bố. Ung Giang Bân đã tuyên bố những tin tức đặc biệt này, vì vậy là Tập Cận Bình đã cách chức phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đưa ông về làm đại sứ hay những công việc khác dân dân. Hiện tại thì đang tin là đồn khắp nơi, làm cho cả báo chí và lẫn cả người dân Trung Quốc cho rằng Ung Giang Bân có hay không cũng vô dụng. Chẳng hạn như vừa qua, những nhân vật đặc biệt ở tại đất nước Trung Quốc về phát ngôn nhân bị đuổi hàng loạt vì họ không phải tốt lành gì, họ ăn no nhiều quá và họ có tiền, họ muốn làm sao rời chức vụ này, đừng lên tiếng nữa, đừng ở gần Tập Cận Bình, số phận đó rất mệt mỏi cho họ, vì vậy họ muốn hạ cánh an toàn. Nói đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam cũng như Nga, thì bây giờ những quan chức của họ đang tìm cách để hạ cánh. Ê cha, chuyện càng lúc càng vui ở khu vực châu Á của chúng ta. Đó là chi tiết về tình hình đất nước ở Trung Quốc hiện đang diễn ra trong 24 giờ. Điều đặc biệt hơn là ở tại Triết Giang, vào ngày hôm qua cũng như là một trong những ngày cuối tuần mà người dân Trung Quốc đã cho biết nó cảnh tượng mặt trời máu và nhuộm đỏ cả đất nước Trung Quốc rất là đáng sợ chưa từng có. Trong năm 2024 có nhiều biến lạ ở tại đất nước Trung Quốc mà người dân Trung Quốc không thể nào ngờ được. Nói đến những biến lạ này, đó là một trong tin tức ở tại Tàu Cộng tin đồn đón ngày hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức thuộc Campuchia, đặc biệt nhất là với cựu thủ tướng Campuchia ông Hun Sen, cũng là chủ tịch ủy ban thường nghị viện đất nước Campuchia. Ông hôm nay lên tiếng bác bỏ những tin đồn thất thiệt, những tin đồn cho rằng ông đã ra lệnh nhanh chóng để tiến hành làm lễ đào con kinh đạo Phù Nam Chết Châu vào tháng 6 tới đây. Thì đây là chốt quyền quyết định của Hun Sen. Thì Hun Sen bác bỏ thông tin đó. Hun Sen cho rằng đào con kinh đạo Phù Nam Chết Châu là quyền lợi của đất nước Campuchia, càng sớm càng tốt, cũng như từ người dân và lẫn cả không để cho bị ảnh hưởng lục lội ở đất nước Campuchia. Vì đào con kinh đạo Phù Nam Chết Châu đó là không còn nước nữa, là nước dẫn ra biển và Việt Nam cũng tiêu tùng luôn. Vì vậy là Campuchia cũng không có bị ngập lụt. Còn có khô hạn không, vấn đề này chưa biết, chưa đào chưa xong. Nhưng Hun Sen đã bác bỏ thông tin đó. Hun Sen cho rằng những lời lẽ đó là những lời lẽ là không hiểu biết, những lời lẽ không biết về luật pháp đất nước Campuchia. Vì việc đó không phải là việc của Hun Sen mà là việc con trai của ông, tức là Thủ tướng Hun Manet mới quyết định toàn diện ngày nào khởi công, ngày nào bắt đầu đào con kinh đạo Phù Nam Chết Châu. Và ông vẫn là cái người ủng hộ đào con kinh đạo này càng sớm càng tốt. Cái giải pháp về cái giải pháp đó để cho nền kinh tế của đất nước Campuchia được phát triển và du lịch của Campuchia sẽ được thành công với ba đào tuyến đường bốn tỉnh lỵ này. Vì vậy là Campuchia đang mong đợi ngày khởi công đó. Còn việc mà ông bác bỏ là không phải là ông ra lệnh đạo mà là con trai của ông ra lệnh, đó là Hun Manet, lời biện minh của Hun Sen hiện nay, kính thưa bạn. Thì vừa qua các báo chí bình luận đặc biệt nhất nói lên ở trên mạng Facebook viết bằng tiếng Việt gửi cho Hun Sen, Hun Sen tức tối, vì vậy là Hun Sen đưa ra những lời lẽ khó nghe mà giữa Việt Nam và Campuchia bắt đầu bước vào một giai đoạn là miệng mồm khua với nhau lẻn kẻn. Chẳng hạn như bà Thu Hằng đã lên tiếng nói lớn là
Campuchia không biết ơn, chẳng hạn như Hun Sen vào thời điểm cuộc chiến tranh năm 1967, xin lỗi các bạn, 76, thì Pol Pot phát động tấn công vào Việt Nam ở 6 tỉnh miền Tây, từ Hà Tiên, Kiên Giang và trải dài gì cho đến Tây Ninh. Sau khi đó, lực lượng quân đội bộ đội Việt Nam là đánh bật Campuchia sâu ở trong lãnh thổ đất nước Campuchia. Thời điểm đó là thời điểm Hun Sen đang cầu viện để cầu cứu cứu lấy người dân Campuchia. Thì Hun Sen lên tiếng cho biết là tôi biết có nhiều quốc gia vẫn còn ủng hộ Pol Pot và họ thiếu thiện cận. Pol Pot muốn diệt chủng Campuchia nhưng không hiểu Pol Pot xuất phát từ đâu. Kính thưa các bạn, điều này ai cũng biết, cả thế giới. Chỉ cần các bạn lên Google dịch biết Pol Pot đứng phía sau là Trung Quốc. Trung Quốc viện trợ vũ khí và muốn lật đổ chính phủ Lon Nol, và Pol Pot bắt đầu tàn sát người dân Campuchia, mà đứng phía sau chỉ thị đó là Tàu Cộng, vào thời điểm Đặng Tiểu Bình và nhiều nhân vật khác ở tại đất nước Trung Quốc. Thì bây giờ Campuchia tiếp tục chạy theo Tập Cận Bình, và số phận của đất nước Campuchia sẽ ra sao trong những ngày sắp tới, cũng như luôn cả sự vụ đào con kinh đào Phù Nam Chết Chô sắp diễn ra tới đây. Đó là tin tức về tình hình ở tại Campuchia. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Việt Nam của chúng ta như sau. Kính thưa bạn, thì nói đến vấn đề Tô Lâm lên làm chủ tịch nước, và Tô Lâm muốn có một đội bảo vệ cho Tô Lâm, lo sợ rằng là Tô Lâm sẽ bị thanh toán và ám sát, tương tự giống như thủ tướng của Slovakia vừa qua. Tại sao Tô Lâm hốt hoảng điều này? Lẽ ra Tô Lâm là một thủ tướng thì Tô Lâm không cần phải ở ngài xin lỗi chủ tịch nước, Tô Lâm không cần phải lo sợ điều gì, vì từ trước tới nay với Đảng Cộng sản Việt Nam là ở ngang đảng và dân, cán bộ là trung thành đại tớ của dân thì đâu cần phải đến đội bảo vệ. Nhưng tại sao Tô Lâm phải cần đến đội bảo vệ? Vì Tô Lâm kẻ thù nhiều quá. Hiện nay là các thế lực thù địch của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong nội bộ Trung ương Đảng đang dấy lên một hồi chuông cảnh báo cho Tô Lâm, bụng làm dạ chịu chết trách ai, vì bàn tay của Tô Lâm đã tạo ra nhiều hận thù, nhiều dây cánh. Nói đến Tô Lâm, Tô Lâm đã từng lật đổ nhiều cán bộ nằm trong Quốc hội và lẫn cả Trung ương Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó là có Phúc Niệm và Võ Văn Thưởng, luôn cả Dương Đình Huệ và nhiều nhân vật đặc biệt khác. Vì vậy Tô Lâm hốt hoảng và lo sợ, tức tốc hãy thành lập ngay đội cận vệ, mắc tin Quốc hội cho phép hay là không. Hiện tại theo những gì các báo chí bình luận nói đến là chính Tô Lâm là bụng làm dạ chịu chớ trách ai, là Tô Lâm đã tạo nên hận thù, tạo nên mối dây cánh, thì mối dây cánh đó hôm nay bắt đầu sẽ xẻ thịt Tô Lâm trong những ngày sắp tới. Đó là chi tiết về tình hình đất nước Việt Nam mà các báo chí chia sẻ. Kính thưa bạn, còn lại Phạm Minh Chính, thì dây cánh của Phạm Minh Chính hiện tại ra sao, cũng phải tìm dây cánh để tìm cách lật đổ Tô Lâm trong vài ngày tới, vì Tô Lâm đã mất quyền lực. Hiện nay Phạm Minh Chính đang kêu gọi về vấn đề với chức cán bộ nằm trong nền kinh tế cũng như xây dựng đường xá. Vì vậy những người nào không làm việc được hãy xuống, và cần phải những người có can đảm, những người có hiểu biết, những người có uy tín để xây dựng nền kinh tế, đặc biệt nhất là đường cao tốc và luôn cả đường ray xe lửa từ Bắc chí Nam lẫn cả Trung Quốc. Hiện tại Phạm Minh Chính cho biết những người không làm được đừng ở chàng gàng trước mắt, mà cần loại bỏ ít người làm được việc nhiều hơn. Đó là theo lời Phạm Minh Chính đã tuyên bố. Nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, kính thưa bạn, hãy nói đang lùng bùng, đặc biệt nhất là Trọng Lú. Trọng Lú phải giải quyết như thế nào? Giờ nịnh
Tô Lâm hay là ở tìm thế lật đổ Tô Lâm, vì Tô Lâm đã mất quyền lực và dây cánh của Tô Lâm bắt đầu sẽ hạ gục hoàn toàn lần lượt, trong đó có cả Tô Ân Sô. Tô Ân Sô là một trong tay chân bộ hạ của Tô Lâm. Lẽ ra Tô Ân Sô đã hết việc làm và Tô Ân Sô đã về hưu, nhưng chính Tô Lâm giữ lại thời gian cho đến năm 2027 thì Tô Ân Sô bắt đầu mới về hưu. Nhưng ngược lại là Tô Ân Sô làm gì ở công an, thứ trưởng công an và nhiều chi tiết khác mà hiện nay Tô Ân Sô phải tìm đường bỏ chạy, hạ cánh an toàn, nếu không sẽ dính líu với Tô Lâm còn nhiều hơn nữa và những nhân vật thuộc tướng công an khác. Đó là chi tiết về tình hình Tô Lâm ngày hôm nay mà các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là một trong báo Đất Việt đã chia sẻ về Tô Lâm nhiều hơn. Dân thì vô danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thương thương của vô danh. Vô danh xin kính chúc sức khỏe các bạn, vui vẻ, khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.